Mến chào các bạn. Các bạn đang theo dõi chương trình Tiếng Việt Online vào tối thứ năm hàng tuần. Các bạn thân mến. Hôm nay chúng ta tìm hiểu về Mỹ từ Pháp phần 4. Mỹ từ Pháp tạo ra những cảm xúc mạnh, những hiệu ứng độc đáo để có những bài thơ hay những bài văn giàu tính nghệ thuật. Mỹ từ Pháp chính là một trong những nghệ thuật quan trọng nhất của lãnh vực chữ nghĩa và là linh hồn của kỹ thuật chữ nghĩa. Trong bài Mỹ từ Pháp phần 4 hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm 5 loại Mỹ từ Pháp dạng quan hệ tổ hợp. Đó là đột dáng, tương phản, nói lái, dẫn ngữ và chơi chữ trước tiên là mỹ từ pháp đột giáng đột dáng là phương thức diễn đạt tạo ra một cảm giác hụt hẫng mà người đọc không thể đoán trước được đột dáng là trình bày nội dung sao cho người đọc bị bất ngờ thường là ở phần kết do hiệu quả này nên đột sáng được sử dụng ở dạng châm biếm đả kích. thí dụ năm mười mười lăm hai mươi tìm nơi nào trốn loài người đi em. thí dụ khác đã mang tiếng xuất gia còn đeo thói nguyệt hoa sư mô đâu có thế ma. một ví dụ khác cậy sức cây đu nhiều chị nhún tham tiền cột mỡ lắm anh leo khen nay khéo vẽ trò vui thế vui thế bao nhiêu nhục bấy nhiêu tiếp đến là tương phản tương phản là phương thức dùng nghĩa trái ngược nhau để chỉ một sự thật mâu thuẫn thí dụ ta dại ta tìm nơi vắng vẻ người khôn người đến chốn lao sao dại khôn vắng vẻ lao sao trái nghĩa nhau một ví dụ khác khúc sông kia bên lở bên bồi bên lở thì đục bên bồi thì trong thật thà cũng thể lái trâu thương nhau cũng thể nàng dâu mẹ chồng. Ngày xưa nếu đã là lái trâu thì không thể thật thà. Còn mẹ chồng nàng dâu thì không thể nào thương nhau. Cách nói ngược ở đây hàm ý mỉa mai khinh bạc. Tiếp theo là nói lái. Nói lái là cách đánh tráo phụ âm đầu, vần và thanh điệu để tạo nên một hiệu quả vui đùa, trào lộng. Chẳng hạn một hôm, Trạng Quỳnh dâng lên Chúa Trịnh một lọ thức ăn. Bên ngoài có ghi hai chữ Đại Phong. Chúa Trịnh không hiểu là món ăn gì nên hỏi Trạng Quỳnh. Ông liền trả lời rằng, bẩm, Đại Phong là gió lớn, là gió to gió to thì đổ chùa, đổ chùa thì tượng lo, tượng lo là lọ tương. À, đề là đại phong nhưng thật ra nó là lọ tương. Một ví dụ khác, cây chi hình dáng xinh xinh, hễ cà thì nhột cùng mình người ta, cà thì nhột đó là cây cột, à. mang theo một cái phong bì trong đựng cái gì? Đựng cái đầu tiên. Đầu tiên là tiền đâu. Tiếp theo là dẫn ngữ. Dẫn ngữ là biện pháp mượn những thành ngữ, châm ngôn, điển cố, ca dao văn thơ để làm cho lý lẽ thêm vững chắc, màu sắc thêm phong phú. Thí dụ, nhiễu điều phủ lấy giá gương, Thấy cảnh khốn khó, hãy thương nhau cùng. Dẫn ngữ ở trên mượn vế đầu của câu ca dao nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Để ghép thành một câu thơ khác, nhiễu điều phủ lấy giá gương, thấy cảnh khốn khó, hãy thương nhau cùng. Một ví dụ khác, Quê hương tôi có cây bầu cây nhị Đàn kêu tích tịch tình ta Có cô tấm náo mình trong quả thị Có người em may túi ba gan Những câu thơ này Nguyễn Bính đã mượn Câu chuyện tấm cám và chuyện ăn khế trả vàng Làm dẫn chứng để tạo nên một vần thơ cho riêng mình cuối cùng là chơi chữ chơi chữ là biện pháp vận dụng âm thanh từ ngữ ngữ pháp để tạo sắc thái dí dỏm hài hước nhằm làm cho câu văn thêm hấp dẫn và thú vị thí dụ chàng cóc ơi chàng cóc ơi thuyết bén duyên chàng có thế thôi nòng nọc đứt đuôi từ đây nhé nghìn vàng thôn chuộc dấu bôi vôi bài thơ này hồ xuân hương đã dùng cóc nhái bén chẫu chàng nòng nọc đều cùng một họ với nhau để dệt lên một bài thơ câu khác chị hưu đi chợ đồng nai bước qua bến nghé ngồi nhai thịt bò câu ca dao này dùng những từ hưu nai nghé bò cùng một loại động vật ăn cỏ một câu khác kiến đậu cành cam bò quấn quýt ngựa về làng bưởi chạy lanh chanh hai câu này sử dụng cam quýt bưởi chanh là một loại trái cây có muối một ví dụ khác con công đi chùa làng canh nó nghe tiếng cồng nó cành cổ lại à, công canh cồng cành hỡi cô cắt cỏ bên sông có muốn ăn nhãn thì lồng qua đây nhãn lồng nửa đêm giờ tí canh ba vợ tôi con gái đàn bà nữ nhi tác giả đã dùng đồng nghĩa gần nghĩa nhau một ví dụ khác còn trời còn nước còn non còn cô bán rượu anh còn say sưa say sưa là đồng âm mà khác nghĩa say sưa được hiểu là vừa say rượu mà cũng vừa say tình cô bán rượu mênh mông muôn mẫu màu mưa mỏi mắt miên man mãi mịt mờ chơi chữ ở đây là dùng toàn vần m các bạn thân mến chúng ta vừa tìm hiểu về mỹ từ pháp theo dạng quan hệ tổ hợp gồm có đột dáng tương phản nói lái dẫn ngữ và chơi chữ sau đây chúng ta bước sang phần thực hành. trong phần thực hành hôm nay tôi sẽ đưa ra các câu được viết theo dạng mỹ từ pháp. phần các bạn hãy xác định đó là mỹ từ pháp gì. câu thứ nhất, bất lương ngồi nói chuyện hiền lương, ha, bất lương hiền lương, mỹ từ pháp tương phản. Câu số 2 Sứ thủ đức năm canh thức đủ Kẻ cơ thần trở lại cần thơ Câu ca dao Nam Bộ này sử dụng Mỹ từ Pháp nói lái Câu số 3 Chợ Đồng Xuân bán bánh Trung Thu Đông thì đông nhưng không bán hạ Người miền Đông làm nhà đất Bắc Tây thì Tây vẫn dựng kiểu nam. Bốn câu thơ này sử dụng Mỹ từ Pháp chơi chữ. Bốn câu thơ này chơi chữ ở chỗ chỉ bốn mùa, xuân hạ thu đông và bốn hướng đông tây nam bắc. Câu số 4. Lạy trời, lạy Phật, lạy vua, cho tôi sức mạnh, tôi xua con ruồi. Câu ca dao này sử dụng mỹ từ pháp đột dáng tưởng là cho tôi sức mạnh để tôi làm gì hóa ra là tôi xua con ruồi câu số năm bầu trời trong mắt con ngày một xanh hơn là khi tóc mẹ ngày thêm sợi bạc dùng mỹ từ pháp tương phản Câu số 6 Đi tu Phật bắt ăn chay Thịt chó ăn được Thịt cầy thì không Câu ca dao này sử dụng Mỹ từ Pháp chơi chữ Thịt chó, thịt cầy Câu số 7 Bao giờ cho đến tháng 3 Ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng Hùng nằm cho lợ liếm lông Một chục quả hồng nuốt lão tám mươi. Đây là sử dụng Mỹ từ Pháp tương phản. Câu số 8 Bà già đi chợ cầu đâm, bói xem một quẻ lấy chồng lợi chăng. Thầy bói gieo quẻ nói rằng lợi thì có lợi, nhưng răng chẳng còn. Đây là chơi chữ đồng âm. Cái lợi, hai cái lợi khác nhau. Một lợi là lợi tích và một cái lợi là cái nữ. Câu số 9. Chúng mình đi đập chuông nhé. À, đây là nói lái. Đập chuông là đuông chập. Đuông chập là đâm chuột. Đâm chuột là đâm tí. Đâm tí là đi tắm. Chúng mình đi tắm nhé. Cuối cùng là câu số 10. Trăng bao nhiêu tuổi trăng già, núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non. Hai câu ca dao này đã sử dụng Mỹ từ Pháp điệp ngữ và chơi chữ. Điệp ngữ bao nhiêu tuổi được lặp lại hai lần với ý muốn nói đến sự bất tận của trăng và núi. Trăng và núi không hề có tuổi tác trăng luôn sống mãi với núi, luôn xanh tươi. Ngoài ra, biện pháp chơi chữ đã dùng cặp từ trái ngữ là già và non để chỉ sự vĩnh cửu của trăng và núi. Các bạn thân mến, trước khi kết thúc, tôi xin kể cho các bạn một câu chuyện vui có tựa đề là Em yêu anh chân thật nàng rất nghèo sống dưới chân đồi còn chàng lại rất giàu và sống trên đồi cao chiều nào chàng cũng ra sau vườn nhìn xuống chân đồi và thấy bóng dáng người con gái xinh đẹp nàng cũng thế chiều nào cũng ra sau vườn nhìn lên đồi mơ ước có được một tình yêu trên cao Cả hai thầm yêu trộm nhớ Chàng giàu có Nhưng định mệnh trái ngang Chàng bị tật nguyện Nên không dám ngỏ lời cầu hôn với nàng Một ngày kia Vì quá yêu chàng nên nàng đã hướng lên đồi và la to. Em yêu anh chân thật. Vừa nghe tiếng tỏ tình như thế, chàng thất vọng gieo mình xuống chân đồi và chết trước mắt nàng cảnh sát đến thẩm vấn nàng tại sao lại xảy ra như thế nàng thành thật nói tôi chỉ nói to cho anh ấy nghe là em yêu anh chân thật thế là anh gieo mình xuống đồi cảnh sát trợn to mắt trời ơi anh ta mang chân giả mà cô lại nói là em yêu anh chân thật thì không gieo mình tự tử làm sao cho được. Các bạn thân mến. Tuần sau chúng ta sẽ tìm hiểu về Mỹ Từ Pháp phần 5. Mến chào, tạm biệt các bạn.